Điều gì xảy ra với cơ thể con người khi bị sốc nhiệt? Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong một hành tinh đang nóng lên? Để trả lời những câu hỏi hóc búa này, các nhà nghiên cứu Arizona đã triển khai một loại robot có thể thở, rung mình và đổ mồ hôi. Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử. Ngày 21 tháng 7 vừa qua là ngày thứ 22 là liên tiếp nhiệt độ tăng tới 43 độ C. Đây là minh chứng đáng ngại về những gì sắp xảy ra trong một thế giới bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đối với con người, mức nhiệt này có thể gây tử vong, nhưng đối với con robot hình người ANDI, đó là một ngày tuyệt vời, được chế tạo với chi phí hơn nửa triệu đô ANEI, giúp con người có thể đo lường bằng việc thực nghiệm cách con người phản ứng với khí hậu khắc nghiệt mà không cần đặt con người vào tình thế nguy hiểm. Và cho đến nay, chỉ có hơn chục robot loại này, nhưng không robot nào được đưa ra hoạt động ngoài trời, mà chủ yếu được các nhà sản xuất sử dụng thể thao trong sử dụng buồng nhiệt để có thể kiểm tra chất lượng quần áo. ANDI có lớp da đặc biệt làm bằng esophic carbon, hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ nhựa composite, với đặc tính nổi bật nhất là kháng môi trường tốt hơn các gốc nhựa khác. Lớp da này chứa đựng cả một mạng lưới các cảm biến được kết nối để đánh giá nhiệt lượng khuếch tán qua cơ thể. ANDI cũng có hệ thống làm mát bên trong và lỗ chân lông cho phép robot thở và đổ mồ hôi như con người. Có 35 vùng nhiệt độc lập và giống như con người. Robot này cũng bị đổ nhiều mồ hôi hơn ở lưng. Các nhà nghiên cứu hy vọng ANDI sẽ giúp hiểu rõ hơn về hiện tượng tăng thân nhiệt khi cơ thể quá nóng. Giáo sư kỹ thuật cơ khí Koras Kirazeskwiski cho biết, hiện chưa có ai thực hiện đo mức tăng nhiệt độ cơ thể của người say nắng, nên chúng ta vẫn chưa hiểu tác động của nhiệt đối với cơ thể con người một cách đầy đủ, và ANDI đang mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội hiểu rõ. Bà Jennifer Vanosh, một nhà khí hậu học tham dự dự án nêu trên cho biết, nhóm nghiên cứu có thể tạo ra cặp song sinh trong kỹ thuật số của robot này để xem các phân khúc dân số khác nhau. Ví dụ bạn càng lớn tuổi thì bạn càng bị đổ ít mồ hôi. Những người trẻ tuổi sẽ nhận về sự bảo vệ khác, và với các vận động viên hoặc những người nhà có sức khỏe kém, với ANDI, các nhà khoa học có thể mô phỏng cơ thể điều nhiệt dành riêng cho từng cá nhân. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng có thể kiểm tra robot trong nhiều tình huống khác nhau.